Hello, hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình về nhà mình mở cái dàn nước để chuẩn bị cho mùa xuân tới. Mình thử nước nó có chạy không á. Mình quay cho các bạn coi nha. Thì nó đang tưới nè các bạn. Ok. Để mình quay cho các bạn coi nha. Mình có 12 cái tấy sành nè. Là 12 trạm nước kìa nè. Cái này là cái số 1. Cái số 1 là coi là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 cái dồi phun nước lên đó. Và 10 cái 11 cái. Wow. Các bạn. Đây là trạm số 2. Đây số 2 ngoài này. Thấy chưa? Cái số 2 đó. Bạn thấy không? Cái số 2 1 2 3 4 5 6 7. Dàn tưới lên chưa? Đó, nước. Một thép mình thép một cái mình thử là một chạm nha, nó phun nước vậy là 3 phút. Mình quay vòng vòng lên cho các bạn xem nha. Giờ mình chuẩn bị cho mùa hè các bạn. Tới tháng 4 là bắt đầu là cỏ tốt. Thấy chưa? Bây giờ mình vô mình bấm cho nó lẹ qua. Mới tấy sình số 2 là tới 12 cái tấy sình. Thì anh thét cái qua mình phát nó qua chừng phút mình phát nó qua hiểu không? Mà thấy chưa? Là số 2 đang chạy là còn phút nữa. Mình bấm là số. Mình bấm số 3 này. Số 3 là còn thấy không? 3 phút. Số 3 thử số 3. À, thấy số 3 chạy chưa? Bạn thấy không? Mình thử chú ý mình test đây coi có cái dồi nước nào nó bị hư không á. Mình sửa. Đây một cái bị hư à. Đang cái dồi này số mấy đây không biết. Cái này bị giấy rồi nè. Nghe cái đầu nghe cái.
Em nghĩ anh dặn không kịp đâu, có một phút nó xuống rồi. Chắc đây nó biết cái dò đòn nữa. Uh-huh. Anh bỏ hết rồi. Để tới tới cái tay sình số 4 nha các bạn. Còn đây chưa? Bấm số 5 cho em ơi. Bấm số 5 anh canh chừng phút cái em tắt bấm số 6. Rồi bấm số 6 em ơi. Số 6 mình đang nha các bạn. Phía sau mình là sân góp với các bạn. Dạ. Cái cánh quạt đây các bạn thấy không? Cái dài phía sau nhà đó là sân góp không á. Sân góp mà ngoài đó đó các bạn. Nhà đây là kế bên nhà. Chết hết rồi, khoảng chừng tháng nữa là nó lên đẹp lắm. Đây là nhà mình đó các bạn. Bây giờ thứ 8 mình tới số 9 nha các bạn. Đó, giờ số 9 đó các bạn thấy chưa? Dạ, yeah, năm mình ai then bấm then đây. Dạ. Yeah.
lên đó. Còn thấy không? Yeah. Lên số 10 nha các bạn. Nhưng mà lú lên kìa các bạn đó. Lên số 10. Sân cỏ nhà mình lớn lắm các bạn ơi. Rồi có xe cắt mà nổi. Rồi có chiếc xe đậu trong gara. Các bạn thấy không? Giờ mình phải lên số 11 rồi. Số 11 là cặp với dách này nha các bạn. Bây giờ mình lên trên cái này quay cho các bạn coi nha. Đây. Hả? Số 11 đây nè. Số 11 không lên á. Số 11 bị hư gì rồi các bạn ơi. Không thấy nó lên. Bạn thấy xanh góp rồi đó không? Có lên nào 11 à, 12 không có. Là 11 à, 11 tới xin rồi. 11 là trong cái đường ống đen á. Nó cứ tưới vô mấy cái cây á. Cứ vô tưới vô mấy gốc cây á các bạn. Nào, cái đét. Cái lò nướng của mình á, cái lò này là của nhà hàng mà cho anh em về á. Sau đó anh ông ra ở trong nhà nè, chuyển lên. Chuyển vô đây, mùa hè mình ra đây mình ấy thịt ngoài đây. Cái của mình á, đây cũng cái của mình luôn. Hai lúa xin chào các bạn nha. Bây giờ mình chuẩn bị mình về cho ngay chỗ làm của mình rồi. Mình xin chào các bạn. Xin hẹn các bạn video kế tiếp. Xin bấm like cho mình nha. Chia sẻ với mình. Hai lúa cảm ơn nha. Bye bye các bạn. Bye bye.